Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ tư ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Mậu Thìn, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Cao Trận, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh đại lâm mộc, ngày Mậu Thìn tức can chi tương đồng thuộc thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm đại lâm mộc kỵ tuổi nhâm tuất bính tuất, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân, thành Thủy cục xung với Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Canh Tuất, Bính Tuất, tuổi xung trong tháng tuổi Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn và Nhâm Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Mạn Đức Tinh tốt mọi việc, sao Thanh Long Hoàng đạo tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thiên Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Ngũ Quỹ kỵ về xuất hành, sao Nguyệt Hình xấu mọi việc, sao Phủ Đầu Giáp kỵ về khởi công, động thổ, sao Tam Tang kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Chính Bắc. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới cho thấy, hôm nay người tuổi Tý có chính tài trợ mệnh nên làm việc gì cũng chắc chắn, cần cù. Trong khi bao người đang chán ngán với công việc hiện tại thì con giáp này lại kiên cường, tự động viên bản thân cố gắng nên được sếp cất nhắc tăng lương là điều dĩ nhiên. Được tam hợp nâng đỡ nên Tý ăn nói khéo léo, các mối quan hệ xã giao rất thuận lợi. Con giáp này đi đâu cũng được mọi người quý mến, dù đôi lúc có chút trầm tính nhưng rất biết cân bằng các mối quan hệ, sống biết điều. Nhưng mặt tài vận ảnh hưởng bởi cục diện thổ khắc thủy nên khi đi ra ngoài phải cẩn thận, chấp hành luật giao thông để không bị công an phạt tiền. Đi làm Tí nhớ bảo quản tài sản cá nhân kỹ càng, không để xe lung tung. Câu quyết cho các tuổi Tí. Tử vi tuổi Giáp Tí thuộc mệnh Kim, đừng vì sơ sài mà làm hỏng việc. Tử vi tuổi Bính Tí thuộc mệnh Thủy, học cách nhẫn nhịn trước những người nóng tính. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đi đâu cũng nên vui vẻ, niềm nở. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, sống chan hòa được quý nhân dẫn lối. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chăm chỉ tập thể dục để nâng cao sức khỏe. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 28, số 65. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, đỏ cam. Quý nhân phù trợ, Thìn, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video.
Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Tử vi hôm nay dự báo con giáp tuổi Sửu sẽ gặp không ít xui xẻo trong ngày có thương quan giáng mệnh. Sự hiếu thắng của bạn có thể là một trong những nguyên nhân khiến thành công hiển hiện trước mắt rồi bỗng tan thành mây khói. Hãy tiết chế bản thân, luôn có tinh thần học hỏi cầu tiến thì cơ hội sẽ lại đến với bạn thôi. Ngày Sửu Thìn tương phá, có kẻ tiểu nhân đang lăm le muốn chiếm giữ vị trí của bạn. Chỉ chờ bạn mắc sai lầm là ngay lập tức tổng tấn công không ngần ngại. Thay vì so đo tính toán với họ thì tốt nhất bạn nên tập trung và chu toàn công việc của mình để họ không có lý gì để bắt bẻ bạn thêm nữa. Để công việc được hanh thông thuận lợi hơn, bản mệnh nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt để xuất hành. Theo đó bạn có thể đi về hướng đông nam để gặp hỷ thần hoặc hướng chính bắc để gặp tài thần, tránh đi về hướng hắc thần là hướng đông. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, nâng cao tinh thần học hỏi cầu tiến. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, có họa tiểu nhân quấy phá, cần cẩn trọng đề phòng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, tập trung và chu toàn công việc của bản thân. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 25, số 70. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tý, Dậu. Không thấy bạn bè đâu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, ngày có thiên ấn độ mệnh thúc đẩy người tuổi Dần phát huy năng lực sở trường của bản thân, đặc biệt với những bạn làm trong các lĩnh vực như nghệ thuật, nghệ sĩ, y học hay dịch vụ. Đây là cơ hội để ghi điểm với cấp trên, hãy tận dụng để mở đường cho con đường thăng tiến của bạn nhé. Dần Thìn tương hội, bạn thật may mắn vì có được bàn tay quý nhân giúp bạn trong ngày thứ tư này. Quý nhân có thể giới thiệu cho bạn những đầu mối hợp tác làm ăn mà bạn đang mong chờ bấy lâu. Quan hệ xã giao hài hòa đến vậy nhưng chuyện tình cảm lại khiến con giáp này phải đau đầu. Sự lạnh nhạt của bạn trong thời gian qua có thể là nguyên nhân chính. Đừng chỉ mải mải mê công việc mà bỏ bê không quan tâm đến người ấy như vậy. Khoảng cách là kẻ thù lớn nhất trong tình yêu đó, bạn biết không? Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm không được như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, cơ hội phát huy năng lực của bản thân, hãy nắm bắt. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, tạo khoảng cách vô hình với người ấy vì sự lạnh nhạt vô tình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, may mắn có quý nhân ở bên trợ giúp. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 27, số 64. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh lá. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Ngày thứ tư này, con giáp tuổi Mão đang có điềm báo sẽ gặp không ít rắc rối trong ngày có Mão Thìn tương hại như hôm nay. Chỉ một sơ hở nhỏ khiến mọi nỗ lực công sức trong suốt thời gian qua của bạn phải đổ sông đổ bể. Hãy cẩn trọng trong từng hành động bởi xung quanh bạn không ít kẻ muốn nhìn thấy bạn thất bại đâu. Cũng may có chính ấn trợ mệnh mà con giáp thông minh này có thể nhanh chóng vượt qua những thử thách. Hãy nhớ đừng quá bảo thủ và cố chấp, những lời khuyên của mọi người có thể giúp ích cho bạn rất nhiều trong thời điểm này. Lắng nghe và suy xét kỹ càng mọi ý kiến để có được câu trả lời chính xác cho bản thân nhé. Ngũ hành mộc thổ xung khắc, người tuổi Mão nên nói ít hơn trong ngày hôm nay. Thay vì đôi co tranh cãi cho bằng được thì hãy bình tĩnh lắng nghe những suy nghĩ của người ấy. Sự nóng giận lớn tiếng trong lúc này chính là mồi lửa nhấn chìm mối quan hệ của hai bạn.
Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc gặp không ít trở ngại. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, những lời khuyên của mọi người có thể giúp ích trong lúc này. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chỉ cần sơ hở một chút thôi là mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tranh cãi lớn tiếng chỉ làm cho tình cảm đôi bên xấu hơn đi thôi. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cố gắng nỗ lực sẽ vượt qua được nghịch cảnh. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 36. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Thìn sẽ nhận được những tin vui tài lộc bất ngờ khi trong ngày có thực thần chiếu mệnh. Tuy biết rằng những nỗ lực của bạn rồi cũng sẽ có ngày được đền đáp, nhưng bản mệnh không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy. Khoản lợi dù nhỏ thôi nhưng sẽ là cứu cánh cho bạn trong thời điểm khó khăn này. Nhưng chuyện vui này cũng chẳng thể khỏa lấp những buồn bực trong lòng của bạn. Thìn tự hình khiến những bất mãn trong bạn ngày một dâng cao, có vẻ như bạn và cấp trên cũng như đồng nghiệp vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Hãy nói ra suy nghĩ của bản thân trước khi những áp lực tinh thần này ảnh hưởng đến kết quả cũng như hiệu suất công việc của bạn nhé. Chế độ ăn uống ngủ nghỉ không khoa học có thể khiến bạn gặp một số vấn đề về sức khỏe trong ngày thổ khí vượng như hôm nay. Bạn có biết thiếu máu có thể khiến cho tình trạng mệt mỏi của bạn ngày một nghiêm trọng hơn không? Hãy quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nữa nhé! Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tin vui tài lộc báo về. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, thể trạng mệt mỏi do chế độ ăn ngủ không khoa học. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không tìm được tiếng nói chung trong công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, thu được lợi nhuận nhỏ từ những khoản đầu tư trước đó. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn 4, 5, 25. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi phương Đông chỉ ra rằng, ngũ hành hỏa thổ tương sinh, các mối quan hệ xã giao của bạn trở nên hài hòa hơn. Bạn trở thành trung tâm của các cuộc nói chuyện, sự cởi mở của bạn thu hút ánh nhìn của những người khác phái. Tuổi Tỵ độc thân sẽ sớm tìm được một nửa tâm đầu ý hợp với mình thôi. Còn nếu đã có đôi có cặp, người ấy sẽ mang đến cho bạn một bất ngờ nho nhỏ, chắc chắn sẽ khiến bạn chìm đắm trong niềm vui và hạnh phúc đó. Tuy nhiên, trong ngày có Tỵ Kiên giáng mệnh như hôm nay, người tuổi Tỵ cần đề phòng kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ, đặt điều nói xấu sau lưng con giáp này. Tuy có đôi chút oan ức nhưng bạn chẳng phải căng thẳng làm gì, bởi sự thật sớm muộn cũng sẽ được phơi bày. Cứ luôn làm đúng nhiệm vụ của mình, luôn là chính mình là được rồi. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, cá tính nổi bật thu hút người khác phái. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, người độc thân sớm tìm được một nửa tâm phù hợp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, luôn là chính mình, làm tốt việc của mình trước. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, đề phòng kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ nói xấu sau lưng. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn 5, 59, 25. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc,
bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Kiếp tài xuất hiện trong vận trình, báo hiệu người tuổi Ngọ sẽ gặp những vấn đề bất ngờ phát sinh trong ngày này. Những tưởng mọi việc đang trên đà thuận lợi thì một sự cố bất ngờ nảy sinh khiến bạn chẳng kịp trở tay. Kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn lộ sơ hở như thế này là ngay lập tức ra đòn tấn công hiểm độc. Con giáp này nếu không có cách xử trí kịp thời và hợp lý thì mọi công sức bấy lâu gây dựng có thể tan trong chớp mắt. Bản mệnh nên bình tĩnh và cẩn trọng trong từng bước đi, dù thành công có thể đến chậm hơn một chút nhưng chúng lại mang giá trị rất cao. May mắn ngũ hành hỏa thổ tương sinh, giúp các mối quan hệ trong gia đình bạn trở nên hài hòa hơn. Bản mệnh thật may mắn vì có được hậu phương vững chắc, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng luôn ở bên chia sẻ và động viên giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, mối quan hệ gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, cẩn thận kẻ tiểu nhân tranh quyền đoạt lợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, may mắn vì có người luôn ủng hộ bạn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, rắc rối khó tránh. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, bình tĩnh trước bất cứ tình huống nào. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn 3, 56, 19. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Mùi, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Ngày gặp cục diện, Mùi Thìn tương hình, nhắc nhở người tuổi Mùi nên chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình trong ngày hôm nay để tránh họa thị phi không đáng. Ai cũng có lúc mắc sai sót, bạn không nên lớn tiếng lên giọng chê bai, chỉ trích những sai sót nhất thời của người khác. Nếu không, đây sẽ trở thành nguyên nhân khiến mọi người xa lánh bạn. Ngày này còn có sự xuất hiện của thương quan, những chú dê cũng cần để ý những dấu hiệu mà hung thần này cảnh báo. Có thể thành tích tốt trong công việc của bạn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân này sinh ghen ghét, mong bạn phạm lỗi. Hãy để ý tới bất cứ ai tiếp cận để nịnh nọt mình. Do thổ khí quá vượng, bản mệnh cần chú ý hơn đến vấn đề tiêu hóa của mình, không nên ăn uống quá độ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là dạ dày. Chỉ khi có sức khỏe thì mới có thể thực hiện được lý tưởng của mình. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, nên chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình để tránh thị phi không đáng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, không nên lớn tiếng lên giọng chê bai, chỉ trích người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tiểu nhân này sinh ghen ghét với những thành tích của bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hãy để ý tới bất cứ ai tiếp cận để nịnh nọt mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, cần chú ý hơn đến vấn đề tiêu hóa của mình. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 15, số 65, số 9. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mới chỉ ra rằng, Thìn Thân bán hợp, công việc của người tuổi Thân trong ngày này sẽ có những bước tiến triển tốt đẹp. Năng lực làm việc của con giáp này được khẳng định, cấp trên nhìn ra được tiềm năng phát triển của bản mệnh. Lại thêm thiên tài trợ mệnh, con giáp này còn được đón những tin vui bất ngờ về tiền bạc trong ngày thứ tư này. Bản mệnh nhận được một khoản tiền kha khá từ công việc phụ của mình. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng của bạn trong thời gian qua. Thổ kim tương sinh, con giáp tuổi Thân có một ngày yên bình bên những người thân yêu. Bản mệnh và nửa kia luôn dành cho nhau những sự quan tâm chăm sóc chu đáo. Đây là lý do tình cảm giữa cả hai ngày càng bền chặt. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tin vui bất ngờ về tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tình cảm giữa đôi bên bền đẹp. Tử vi tuổi Mậu Thân
thuộc mệnh thổ, công việc có những bước tiến đáng kể. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nỗ lực không ngừng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, mối quan hệ xã giao hài hòa. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 18, số 34, số 95. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Ý, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Ngày mới gặp được cục diện Thìn Dậu nhị hợp, điềm báo tử vi cho thấy con giáp tuổi Dậu sẽ tìm thấy cơ hội để phát triển bản thân. Bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn sẵn sàng tiếp nhận những thử thách mới trong công việc. Ngày có các thần chính tài ở bên, bản mệnh hợp tác làm ăn thuận lợi, hứa hẹn những khoản lợi nhuận không nhỏ trong tương lai. Sự nhanh nhẹn biết nắm bắt thời cơ đúng lúc sẽ giúp bản mệnh tiến những bước xa hơn nữa. Ngũ hành thổ sinh kim mang đến cho con giáp tuổi Dậu còn độc thân một cơ hội tìm được một nửa yêu thương của mình. Chỉ cần bạn mở rộng trái tim mình, đón nhận tình cảm của người ấy thì ngày bạn thành đôi sẽ chẳng còn xa nữa đâu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, được giao thêm nhiều trọng trách mới. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, cơ hội hợp tác làm ăn thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm để tìm ra hướng đi đúng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, người độc thân tìm thấy một nửa của mình. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 3, số 5, số 46. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, trắng. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Con giáp tuổi Tuất làm nghề tự do trong ngày hôm nay sẽ được thực thần chiếu cố mà đổi vận trên con đường tài lộc. Bản mệnh dễ gặp được quý nhân giúp đỡ tạo dựng các mối làm ăn mới đầy hứa hẹn. Đây là cơ hội không phải lúc nào cũng có được, hãy nhanh chóng nắm bắt. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của cục diện Thìn Tuất tương xung mà các mối quan hệ xã giao của con giáp này có chiều hướng đi xuống. Mâu thuẫn nảy sinh từ những bất đồng trong quan điểm, chẳng ai chịu nhường ai dẫn đến tranh cãi không đáng có. Bạn hãy điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, đôi khi im lặng lại là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này đó. Quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy cũng gặp không ít trục trặc khi mà thời gian dành cho nhau của hai người ngày càng thu hẹp. Đó là lý do khiến khoảng cách đôi bạn ngày càng xa hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, quý nhân mang đến cơ hội làm ăn mới. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, khoảng cách vô hình ngăn cách tình cảm đôi bạn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, điều chỉnh lại cảm xúc, tránh bốc đồng sốc nổi. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nhanh chóng nắm bắt thời cơ phát triển. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, quan hệ xã giao có chiều hướng đi xuống. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, 12, 9, 85. Giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, cà phê. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Người tuổi Hợi bước sang ngày mới được thiên tài chiếu vận nên dễ gặp may mắn bất ngờ, nghề tay trái thuận lợi, kinh doanh hồng phát. Tuy nhiên bạn dễ sa đà vào thói hư tật xấu, không nên nghe lời người ngoài dụ dỗ kẻo sự nghiệp bết bát. Vì thổ khắc thủy nên con giáp này nên tránh những loại cảm xúc tiêu cực hoặc chìm trong những lời ngợi khen mà không suy xét,
Có những người bên ngoài thì thân thiện nhưng bên trong lại đang ngấm ngầm chơi xấu Hợi. Ngày này, người tuổi Hợi đau đầu về vấn đề tài chính hiện tại. Cụ thể là bạn cần suy nghĩ kỹ và linh hoạt hơn khi sắp xếp việc chi tiêu hoặc xem xét việc để dành tiền. Đây sẽ là một bài toán khó của bạn trong ngày này. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, nhìn thấy ưu điểm của người khác nên hoan hỉ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, bạn nên duy trì thói quen ăn nhiều rau xanh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, biết buông bỏ mới là khôn ngoan. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, người không tốt thì không nên tiếc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, đừng tiếc tiền cho gia đình mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 10, số 28, số 90. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.